Phò chùa xin nhớ người ơi, áo quần kín đáo chớ phơi da nhiều là một trong những câu nói nhắn nhủ gần đây được treo ở nhiều ngôi chùa, ngôi đền, miếu nhằm khắc khéo mọi người ăn phận sao cho kín đáo phù hợp với cửa Phật, bởi đây là nơi chốn rất linh thiêng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà có rất nhiều cô gái khi đi lễ vẫn ăn mặc hớ hên, phản cảm, ví dụ như câu chuyện dưới đây. Hình ảnh ghi lại người này diện một chiếc áo len kín đáo, đeo khẩu trang, nhưng khi nhìn xuống chân váy ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với kiểu thời trang hở nội y. Được biết hình ảnh này được một người vô tình ghi lại tại ngôi miếu gần ngã ba Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Hà Nội. Hình ảnh ăn mặc hở hên, phản cảm khi đi lễ chùa của cô gái đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và khiến người xem lên tiếng chỉ trích liên tục. Nhiều cư dân mạng cho rằng kể cả khi đi ngoài đường, cô gái kia cũng không nên ăn mặc hở nội y như vậy chứ, chưa nói đến việc đi tới những nơi linh thiêng. Các cụ xưa có câu ăn cho mình mặc cho người. Việc ăn mặc không chỉ đơn thuần là khoác lên mình manh quần tắm áo, mà nó còn thể hiện văn hóa, sự hiểu biết, gu thẩm mỹ của mỗi người. Vậy nên việc ăn mặc phản cảm khi đi lễ chỉ có thể chấm dứt khi những người đi lễ có sự hiểu biết, kiến thức nhất định về vấn đề tâm linh, tôn giáo và sự tôn trọng với văn hóa với những người xung quanh.